Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Alan Fitness. Hôm nay chúng ta sẽ đi với chủ đề là ai có thể giảm 5kg từ đây đến Tết. Ví dụ như ngày hôm nay là ngày 18 tháng 12. Như vậy từ giờ đến Tết các bạn sẽ còn khoảng tầm là 45 đến 60 ngày. Chúng ta đều có thể và các bạn có thể bạn biết rằng là bạn có thể giảm bình quân khoảng tầm từ 2 đến 3 kg nếu mà bạn ăn kiêng và tập thể dục hoặc là bạn ăn thâm hụt calo. Chúng ta sẽ đi đầu tiên từng cái một. Nghĩa là đầu tiên, ở đây chúng tất cả mọi người nếu mà bạn muốn gọi là thâm hụt calo đúng tắt đây nhà THCL đúng không? Và thâm hụt calo khoảng tầm 7.700 calorie đó là cái mà bạn biết. Nhưng cái vấn đề ở đây nó sẽ có một cái điều không hợp lý chỗ này để bạn có thể giảm 5kg từ giờ đến Tết mà không phải là ai cũng có thể làm được. Điều đầu tiên, 5kg là 5kg khi mà bạn bước lên bàn cân để bạn cân, và đó là điều mà chị em phụ nữ mong muốn. Nhưng vấn đề ở đây chúng ta sẽ có là A, B và C. A 1m6 90kg, B 1m6 65kg và C 1m6 49kg. Rồi, 5kg của bạn C nó khoảng tầm 11% trọng lượng cơ thể. 5kg của bạn B thì nó khoảng tầm 9% trọng lượng cơ thể. Và 5kg của bạn A thì nó khoảng tầm 5% trọng lượng cơ thể. Về lý thuyết, khi mà bạn muốn giảm cân một tháng, bạn giảm khoảng tầm từ 2 đến 4% trọng lượng cơ thể, nó đã là rất nhiều rồi. Như vậy đó là tính trong một tháng, còn nếu mà tính 2 tháng thì dĩ nhiên ở đây trong trường hợp về mặt khoa học, chúng ta tạm bỏ qua cái khía cạnh là 1, 2, 3 tập luyện thể dục và ăn đều ở đây, thì bạn A là người có nhiều khả năng nhất trong khoảng tầm từ 45 đến 60 ngày giảm được 5kg. Bởi vì 5kg của bạn A nó chỉ là khoảng tầm trên dưới cỡ 5 đến 6% trọng lượng cơ thể. Nhưng mà bạn B 65kg thì nó khó hơn. 5kg của bạn B nó phải gần 9% trọng lượng cơ thể, đúng không? Thì như vậy nó sẽ khó hơn rất là nhiều. Còn 5kg của bạn C, giả dụ bạn C bạn ấy không nặng 49kg và bạn ấy nặng cả 53kg, bạn ấy muốn giảm 5kg từ giờ đến Tết về 48kg, 5kg của bạn C là siêu khó luôn. Bởi vì nó lên tới 10% trọng lượng cơ thể nếu mà 5kg, thậm chí 11%. Nó rất là khó. Nghĩa là ở đây câu hỏi là khi mà bạn muốn giảm 5kg, bạn còn phải biết hiện tại cái BMI trong cơ thể của bạn như thế nào. Giả định ở đây nếu bạn C bạn ấy cao 1m6, bạn ấy nặng 49kg thì BMI của bạn ấy rơi vào khoảng tầm là 19 điểm. Rồi bạn B thì BMI sẽ rơi vào khoảng tầm 28 điểm, và bạn A là BMI khoảng 3 mấy điểm. Nhưng về mặt lý thuyết là bạn A, bạn B thì mới đang thừa cân và béo phì cấp độ 1. Bạn A thì với trọng lượng này nếu là nữ, ở đây tôi nói là nữ hết nha, thì bạn ấy đang béo phì cấp độ 3, nhưng bạn ấy đang ở mức nguy hiểm hơn. Thì nghĩa là bạn ấy sẽ có nhu cầu giảm cân nhiều hơn, đúng không? Nếu mà bạn ấy cao 1m6-90kg thì hãy comment cho tôi biết là bạn đang nghĩ gì về vấn đề này nhé. Rồi, chúng ta sẽ đó là cái sự khác nhau. Nghĩa là cái điều này là hầu như là ai có thể giảm được. Ở đây câu trả lời là bạn A và bạn B sẽ dễ giảm hơn là bạn C. Nhưng có một nghịch lý ở đây là bạn C với cái BMI của bạn ấy khoảng tầm 19, tôi không có suối là bạn C 1m6 giảm xuống 49kg nha, mà ở đây tôi đặt giả thiết thôi, thì bạn ấy sẽ có một cái ưu điểm là bạn ấy nhẹ cân hơn, cơ thể của bạn ấy linh hoạt hơn, bạn ấy dễ tập thể dục được nhiều hơn. Ngược lại, cái người mà dễ giảm được theo phần trăm nhất là bạn A, thì bạn ấy về lý thuyết là cùng một chiều cao bạn ấy sẽ bị thừa cân khoảng tầm 35 đến 40kg. Với mức trọng lượng thừa cân đó, bạn ấy sẽ khó tập thể dục đều đặn và hiệu quả hơn. Bạn ấy cần phải ăn và kiểm soát nhiều hơn để giảm cái lượng calorie này lại. Rồi bạn ấy tập những cái bài nhẹ nhàng phù hợp hơn, để cơ thể của bạn ấy còn phải giảm bớt ăn mặn lại, để cơ thể của bạn ấy giảm cái việc mà tích nước lại. Thì khi đó bạn A bước lên bàn cân, có thể là mỡ nó chưa có giảm nhiều, có thể là thể lực nó chưa có giảm nhiều, nhưng mà chính cái việc bạn ấy bớt ăn ngọt, bớt ăn mặn, bớt ăn chiên xào, cái lượng nước của bạn ấy giảm được nhiều hơn. Thì khi bạn ấy bước lên bàn cân, nghĩa là calorie ở đây chưa còn thâm hụt đến chừng này calorie, là bạn ấy bước lên bàn cân, bạn ấy có thể giảm khoảng tầm 2-3kg trong vòng 1-2 tuần. Thì bạn ấy tập các thói quen là giảm cái lượng đồ ăn ngọt, giảm đồ ăn muối, tại là tôi chỉ ra luôn này nha, giảm lượng rau. Rồi sau đó bạn ấy giảm rồi, bạn ấy có tinh thần rồi, bạn ấy sẽ bắt đầu đi tập.
Ở đây là tôi lại tiếp tục là một cái vế, một cái vế, một cái biến số nó khác nè. Ở đây kể cả bạn A, B, C đều sẽ có những cái trường hợp là A1, A2, A3, B1, B2, B3 và C1, C2, C3. Nó là gì? Đó là những người trước đây đã tập luyện thể dục thể thao đều đặn, đã tập tạ nhưng mà bị tăng cân. Có những người là không bao giờ tập và chưa bao giờ tập. Và cái trường hợp nữa là tập đều nhưng mà chưa hiệu quả. Ở đây chúng ta sẽ có cái trường hợp là ví dụ như tôi lấy là bạn B đi. Bạn là 1m6, 65 cái bạn giảm 5 kg từ đây đến tới. Chúng ta sẽ có là B1, B2, B3. B1, B2, B3 đây. B1, B2, B3. Mỗi cái trường hợp này nó khác nhau. Cái trường hợp B1 đó là bạn B à, cái trường hợp B1 là bạn B này 1m6, 65 cái bạn ấy đã tập luyện trước đây rồi nhưng mà lâu lắm rồi bạn ấy không dễ dụ như trước đó bạn ấy cỡ 5 mấy ký thôi, bạn ấy sẽ không thấy rằng là ừ còn phải tập luyện thể dục thể thao đều, tâm lý hơi chủ quan chút đúng không, bây giờ tăng lên 65 ký rồi nghĩa là đã tập luyện, đã biết tập luyện rồi thì khi bạn ấy quay trở lại tập luyện cái việc và bạn ấy bắt đầu lại nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Các bạn B2 là các bạn không tập thể dục và chưa bao giờ tập thể dục. Ồ, cái vấn đề này khó nha. Bởi vì nếu mà bạn B2 là chưa bao giờ tập thể dục thì cơ thể một là nó không linh hoạt, hai là thể lực yếu, tim mạch yếu, hô hấp cũng yếu, chuyển động cũng khó khăn. Nếu mà bạn ít tập thể dục, cơ thể của bạn nó kém cái sự linh hoạt đó. Đó, thì bạn sẽ phải bắt đầu khó hơn và dĩ nhiên là sẽ khó giảm 5kg hơn các bạn B1 là bạn ấy để tập tạ. Rồi trường hợp thứ ba là các bạn B3 bạn ấy tập đều nhưng mà chưa đủ hiệu quả lắm thì ở đây bạn ấy sẽ cần tập hiệu quả hơn đúng không, cần tập hiệu quả hơn với chương trình lịch tập tại ra lòng fitness, tại ra lòng fitness thiết kế thì khi đó bạn B3 là người mà có khả năng mà dễ giảm 5kg nhất so với bạn B2 và bạn B1, tương tự là những trường hợp khác bạn C hoặc là bạn A. Nghĩa là vấn đề ở đây ai có thể giảm 5kg nó phụ thuộc vào một yếu tố, trọng lượng hiện tại của bạn, BMI hiện tại của bạn nó như thế nào đúng không, hai là cái chế độ ăn của bạn, rồi bạn giảm được calorie nhưng mà cái vấn đề thâm hụt calo này nó không hề đơn giản như bạn nghĩ đâu nha. Một video khác tôi sẽ nói về vấn đề này, tại vì trong cái việc mà bạn ăn giảm calorie nó còn phụ thuộc vào cái thói quen bạn có ăn mặn hay không, bạn có ăn đồ ngọt hay không, bạn có ăn đồ béo hay không đó, bạn có ăn cân bằng nhiều rau xanh hay không. Rồi cái yếu tố thứ ba nữa là những bạn mà muốn giảm cân 5kg thì giờ đến Tết bạn phải coi lại là bạn nằm trong nhóm là đã tập, không tập hay tập đều mà ít hiệu quả hoặc chưa hiệu quả, hai cái vấn đề này nó rất khác nhau đó. Rồi hãy comment cho tôi biết là bạn nằm trong nhóm nào, chiều cao cân nặng của bạn đang làm sao, dù mục tiêu của bạn có đang muốn giảm 5kg thì giờ đến Tết hay không nha. Hãy luôn luôn tập luyện đầy đủ và ăn uống khoa học theo chương trình và lịch tập tại Ra Lòng Fitness. Bye bye.